Trong điều kiện vừa trải qua thời kỳ nắng hạn kéo dài, nguy cơ về xuất hiện mưa lũ lớn tại khu vực miền núi phía Bắc tương tự như đang xảy ra tại Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm 2020 là rất cao và cần được quan tâm đặc biệt. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm nay, các tỉnh miền núi phía Bắc đã ghi nhận 92 trận dông lốc, mưa đá, mưa lớn. Tính đến ngày 9 tháng 7, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm tổng thiệt hại ước tính về kinh tế 610 tỷ đồng. Tại Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mưa lũ năm nay sẽ tập trung vào tháng 8 đến giữa tháng 10. Trong đó, lượng mưa tháng 9 cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt theo nhận định của Viện Vật lý Địa cầu, thời gian tới, động đất có thể tiếp tục xảy ra, cường độ lớn nhất tại các tỉnh Đông Bắc có thể lên đến cấp 7, Tây Bắc cấp 8, thậm chí cấp 9 ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Không có biện pháp nào khác ngoài biện pháp chủ động tăng cường cái năng lực, kể cả trong dự báo, kể cả trong ứng phó, kể cả trong phục hồi, kể cả trong tái sản xuất, theo một cái phương châm 4 tại chỗ. Và ở cơ sở, chính quyền cơ sở, nhân dân cơ sở nâng cao năng lực là một trong biện pháp ban đầu quan trọng nhất và quyết định. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy các cấp, kiểm tra rà soát công tác đảm bảo an toàn khu dân cư ven sông suối, thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, rà soát kịch bản, phương án ứng phó, sẵn sàng đảm bảo kịp thời tiếp cận ứng cứu khi có tình huống xảy ra.